Alo, chào anh em quay trở lại với channel của AD nha. Và hôm nay thì tiếp tục vào chiến đấu cái con sóc đĩa này với cái vốn lúc này đang là 5M anh em ơi, vừa vào 5M. Và trong video này thì mình vừa chơi cũng như là vừa chỉ cho anh em những cái cầu làm sao để anh em có thể là nhìn ra những cái cầu đánh có tỷ lệ cao. Ở đây thì mình nhìn lúc này cầu ván này thì thật sự với anh em đó là nếu mà anh em đánh con chẵn còn những cái ván như này thì tỷ lệ rất là cao nha anh em nhá. Nhẹ 200 bắt đầu anh em ơi, bởi vì sao? Như mình nhìn cái bảng cầu và lịch sử của nó thì nó đi là 2 này, địt con mẹ em mày đang đánh ao ra. Ghét nha. Sóc đĩa. Đang đánh lại bị ao ra. Đây đi 2 lẻ gãy 3 lần này. 3 lần 2 lẻ, duy nhất có một lần 4 2 gãy rồi. Con này thì bỏ con này. Con sau bỏ anh em nhá. Con đầu tiên thì toang. Nếu như nó đi 4 lẻ thì mình sẽ đánh tiếp một ván nữa. Đấy, cái cách chơi này gọi là mình đánh rình thôi. Nếu không phải là tay nào mình vào. Cái tiếng nào anh em thấy là soi cầu đây đấy. Thì em xem cái điểm gãy của nó ở đâu ấy. Thì là anh em bắt nó khá là chuẩn nhá, nhiều khi nó chạy khá là chuẩn. Nói chung là sóc đĩa thì nó sẽ khó bắt cầu là tài xỉu mini một chút, nhưng mà nhìn chung thì là nó cũng gọi là xem với nhau thôi. Tài xỉu mini thì có thể là áp dụng với những công thức là bắt xí ngầu hay là bắt điểm phiên hoặc là bắt lịch sử phiên, nhưng mà trên sóc đĩa chúng ta chỉ có thể là bắt được lịch sử phiên thôi anh em ạ. Đấy, con này bẻ là đẹp này anh em này, đi 1 2 3 4 nhá. Con này mình sẽ đánh luôn là 8 lít luôn. Đánh 5 lít thôi, định đánh 8 lít rồi đánh 5 lít rồi, cầu đang bệt lẻ thì cũng ghê. Đấy thì đây là mình bẻ là đúng cái điểm của nó là 1 2 3 4 trước nhá. Đây 1 2 3 4 này. Thì đúng cái điểm này mình bẻ thôi chứ không phải là tay nào mình cũng bẻ. Đấy thì anh em đánh, anh em chịu khó anh em quan sát những cái cầu lịch sử trước nó thì nó sẽ xếp và nó hiển thị lên đây. Thì nếu anh em tư duy một chút thì mình sẽ nhìn ra được nhất nhiều những cái đoạn cầu nó đi rất là đẹp. Và căn cứ vào đó mình đánh thì nó có cái tỷ lệ win khá là cao. Đấy anh em ơi, chuẩn chưa? Đấy, làm 3 lốp rồi nhỉ. Và lúc này thì là nó chúng ta sẽ phải bắt như này. Thuật toán lúc này nó chạy thì nó đang có vẻ là vênh về lẻ nhiều hơn. Thì khi nó xuất hiện một con chặn này thì anh em đánh vào lẻ. Và kết quả ra lẻ thì anh em đánh đều vốn vào mặt lẻ nha anh em nhá. Đấy, lúc này thì anh em chơi đều vốn vào mặt lẻ này. Cứ đều vốn mặt lẻ anh em phang đoạn này. Nếu nó trong trường hợp con này ra lẻ, còn nếu mà nó ra chẵn ấy, thì là thôi đoạn này bỏ qua và lại tiếp tục là chờ. Đấy ok anh em ơi, lại được là 5 lốp rồi nhỉ, 5 lốp 3 rồi. Và lúc này thì anh em cứ đều vốn vào mặt lẻ anh em đánh này, bởi vì là trước đấy là đi chẵn nhiều hơn, nhưng mà lúc này đang có xu hướng là giả lẻ này. Phải đánh nhẹ 100 thôi. Và nếu lúc này nó lại nhảy sang chẵn thì sao, đúng không? Thì chúng ta chuyển sang đánh luôn là cầu 1-1 anh em nhá. Nếu ván này nó nhảy sang chặn này, thì chúng ta đánh cầu 1-1 luôn. Và nếu nó đứng lại chặn thì chúng ta bỏ cái cầu này và chờ một cầu mới. Còn nếu mà nó là lẻ thì rõ ràng là chúng ta cứ đều vốn vào lẻ chúng ta đánh, đúng không? Khi ra một chặn thì chúng ta lại đánh lẻ. Vốn khoảng 5M thì anh em tính làm sao đánh ăn khoảng 500. 500 1M là quá là ok rồi. Đây, chúng tiếng kết rồi anh em ơi. Tiếng kết là tiếng chết đây rồi. Như mình đã nói ở trong rất là nhiều những clip mình đăng lên thì đó là khi ra tứ
khi nó ra tứ đúng không, thì ván đấy anh em nặng tay và sấp đôi cho mình, nặng tay và sấp đôi khi mà nổ tứ nhá. Thì khi mà ra tứ ấy, thì là hay có xu hướng là bệt lại sấp đôi. Tuy nhiên thì lúc này đang là cầu 1-1 thì tỷ lệ nó cũng không được cao lắm, nhưng mà mình vẫn là quyết là phang sấp đôi con này. Tứ thì cứ ra tứ là anh em phang lại sấp đôi, tỷ lệ ra sấp đôi lúc nào cũng nhiều hơn là nó nhảy sang lẻ. Nếu có thể là ván này mình xịt là chuyện nó cũng quá bình thường thôi, nhưng mà lúc nữa mà nếu nó nổ tứ tiếp thì mình đánh lại sấp đôi. Đấy, ok anh em ơi, ăn rồi, quá đẹp luôn đúng không? Như vậy là lên được 5M8 rồi này. 5M8 thì con này lúc này cầu lúc này gần như là hết cầu, thì mình lại phải chờ một lát để xem là có cái cầu nào nữa không thì mình sẽ bắt nhá. Nếu như nó đi 3 chẵn chẳng hạn, 3 chẵn thì mình bẻ nhẹ, bẻ nhẹ sang một con lẻ ván sau. Đấy là nếu như ván này đi 3 chẵn nhá. Trước đó thì là nó đi tận là 1 2 3 4 5 6, bệt 6 chẵn. Thì nếu ra ở 3 chẵn thì mình bẻ nhẹ một con, mà không được thì thôi bỏ đến 6. Nếu trong trường hợp đi đến 6 thì mình mới bẻ tiếp. Còn không thì là đoạn này nó chưa cầu gì thì tạm thời chúng ta cứ nhịn đi đã, mình đang có lãi mà đúng không? Việc gì mà phải sốt ruột nhỉ? Đấy, sang lẻ rồi thì là thôi. Sang lẻ rồi thì cũng thôi luôn. Đoạn này mình quan sát thì nó cũng không có cái cầu gì ở đoạn này cả. Đấy, anh em nhớ này, khi mà ra tứ thì em phang lại sấp đôi và đánh thêm cả tứ luôn. Tỷ lệ bệt tứ, ra tứ bệt tứ rất cao ở trên những con mình để ý như 6-8 game bài và hit club. Hit club tức là gâu 88 đấy. Có lúc nó nổ mấy ván tứ thông luôn anh em ơi. Nổ mấy ván tứ thông thì chúng ta cứ ăn được tứ là chúng ta quánh bệt lại tứ luôn. Ăn được 10 thì mình sẵn sàng bỏ ra 1-2 để mình đánh tứ luôn đúng không? Thì nó nổ tiếp một phát nữa thì nó ăn to luôn đấy anh em ạ. Nhân tận 16 lần cơ mà. À, sang lẻ rồi. Đoạn này thì là nó không có cái cầu nào, thì nói chung là vốn này thì bây giờ để mà chốt thì là cũng được rồi đúng không? Đấy, như mình đã nói thì vốn 5M ấy, thì anh em thì nên khoảng làm vài trăm thôi. 500 một M thôi là chúng ta phải nghỉ, và mỗi ngày chúng ta chỉ nên chơi như vậy nó mới an toàn. Còn nếu để bây giờ mà vào mà cứ đánh đu tiếp thì chưa biết thế nào cả. Mà khi mà đánh ngồi đánh lâu ấy, ăn thì không sao đúng không? Mà thua một cái là cái cú là đánh to ngay. Mà đánh to thì thật sự anh em những cái game này thì ai khẳng định cái vấn đề là nó xanh trí thế là nó bịp đúng không? Nó bịp là cái chuyện quá là bình thường rồi, cho nên là không thể tránh được vấn đề toa. Đấy, nên là chỉ là cò rỉa là an toàn nhất thôi anh em ạ. Đấy, ra tứ rồi đánh lại phát sấp đôi để nghỉ nha. Con này thì thôi đánh để lại 200. À, để lại 700 mà đánh con này 100 mà tứ và 2 à 100 mà sấp đôi này. Mỗi vị 20k này, đánh lại nhẹ thôi. Mấy hôm nay chưa ăn được phát tứ nào, làm 7 lốp là ngon lành rồi đúng không? Mà nó nổ về sấp đôi là cũng được. Về sấp đôi thì coi như là thêm được 50 nữa. Sấp đôi là bú được 50 nữa anh em ạ. Ok anh em ơi, chuẩn luôn. 9 lít nhỉ? Yeah. 8 lít 9. Ok, chốt nha. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.